Xin chào các bác, thì hôm nay thì em xin giới thiệu các bác hai cái mẫu đầu nghiền bột khô. Một loại thì là để nghiền mịn, còn một loại thì để nghiền vỡ. Hai mẫu đầu nghiền bột khô này thì là đều đã có sẵn bu li ở đầu nghiền. Hôm nay em xin mở cái phần bên trong cho các bác xem về cái sự khác nhau giữa đầu nghiền mịn và đầu nghiền vỡ hoặc là thành cám. Đầu tiên thì em xin giới thiệu về cái đầu nghiền mịn. Bên trong của nó thì cái chất liệu của hai cái đầu nghiền này thì cũng là gang, nhưng mà bên trong của nó là hoàn toàn khác nhau nhé các bạn nhé. Đây, bên trong của cái đầu nghiền mịn này thì nó có cái sàng. Sàng này thì mình hoàn toàn mình có thể thay thế được. Các bạn có thể tháo hai con bu lông này ra thì các bác có thể thay thế được cái sàng khác, và nó nghiền ở cái dạng như kiểu cái cánh quạt nha các bác, cánh quạt bằng thép. Còn đây là cái phần mà đá nghiền của cái đầu nghiền vỡ. Đây, đá nghiền cái đầu nghiền vỡ thì thay thế rất là đơn giản, đây là hai viên đá. Ở đây thì lưu ý là cái đầu nghiền chỉ nghiền để nghiền vỡ ngô, vỡ đỗ, hoặc là nghiền nhỏ nhất là thành dạng cám. Ở đây thì nó có cái phần điều chỉnh, cái núm bên ngoài này. Cái núm bên ngoài đấy. Điều chỉnh cái núm bên ngoài này để các bác điều chỉnh này, to nhỏ đấy. Để các bác đẩy viên đá này vào thì là nó sẽ này, đấy. Thì nó sẽ càng đẩy vào thì nó sẽ càng nhỏ. Đây là một cái đầu nghiền vỡ nhé. Lưu ý là cái đầu nghiền này thì không nghiền mịn. Còn muốn cái đầu nghiền mịn thì chúng ta phải mua cái đầu mà nó có cái sàng. Với cái mắt sàng thì mình càng nhỏ thì nó sẽ nghiền càng mịn. Còn nếu như mà với cái đầu này chúng ta muốn nghiền vỡ hoặc là nghiền thành dạng cám thì chúng ta sẽ thay được cái sàng này, và cái motor mà để dùng cái đầu nghiền mịn này nó sẽ phải dùng cái motor nó to hơn, công suất nó lớn hơn với cái đầu nghiền vỡ này. Đây để các bác gọi là hình dung ra. Đấy là tùy nhu cầu thì của các bác, thì các bác mua các loại đầu nghiền về mình dùng khác nhau. Nếu như mà các bác muốn nghiền mịn thì các bác phải mua cái đầu này. Còn về chuyên nghiền ngô, nghiền đỗ, vỡ, thành cám cho gà, cho chim ăn thì lên mua cái dùng cái đầu này, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nó có sẵn đây, đây là cái sàng sẵn bu li rồi nhé. Hiện tại thì được cái đầu nghiền mịn bên em có một loại thôi. Còn nếu đầu nghiền vỡ này thì em có 3 cỡ là 16, 17, 18 ở cái đá này. Đá nghiền này thì thay thế cũng rất là đơn giản. Nếu như các bác vỡ thì các bác có thể mở 3 con ốc này ra để thay thế. Đây. Mà để lấy đá cũng rất là tút ra là xong. Tút ra là... Cái dạng đầu nghiền mà vỡ để cho gà, cho chim ăn thì cũng rất là tiện. Khi nếu các bác vùng mà không có điện, các bác muốn dùng đầu nổ hoặc là cái máy nghiền mịn này cũng vậy. Lưu ý là cái máy nghiền mịn này thì mình phải dùng cái công suất nó lớn hơn. Thank you.
về trọng lượng thì cái đầu nghiền mịn này nó nặng hơn rất là nhiều so với cái đầu nghiền vỡ, nó nặng gần gấp đôi luôn. Các bác có nhu cầu muốn mua đầu nghiền mịn hoặc là đầu nghiền vỡ, các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0971 709 263 hoặc số Zalo. Xin cảm ơn các bác đã xem video.